Ban Mai yêu thương là chủ đề của lễ tri ân dành cho học sinh lớp 5 trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. 270 em học sinh niên khóa 2019-2024 đã tỏa sáng với sự khác biệt riêng và là niềm tự hào của ba mẹ và thầy cô. Chia sẻ hành trình 5 năm từ những ngày đầu bỡ ngỡ bước chân đến với ngôi nhà chung, trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1, đến nay các em đã ngày càng lớn khôn, trưởng thành từng ngày. Từ những trải nghiệm đầu tiên tại ngôi trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, các em học sinh đã học được nhiều điều quý giá và bước đầu đã gặt hái được những thành công nhất định. Lễ tri ân cũng là buổi học cuối cùng của các em tại ngôi trường mang tên Nguyễn Bỉnh Khiêm. Buổi học không chỉ để các em học sinh tri ân cha mẹ và thầy cô, mà còn để chia tay những người bạn đã gắn bó suốt 5 năm học vừa qua. Lễ tri ân cũng ghi nhận, đánh giá sự trưởng thành của mỗi học sinh, để các em tiếp tục ở một bậc học cao hơn ở môi trường giáo dục mới.